Nhập cảnh được Thái các bạn. Nói chung là nhập cảnh Thái cũng hơi vất vả chút nha. Mình vào cái DG Hall này ha, của Thái Lan nè, Bangkok nè. Ở đây có 3 mức giá. Dĩa này là 100 nha các bạn, dĩa cơm này là 100 bạc. Còn cái gỏi đu đủ này là 80. Đây là cá nướng qua xay khủng. Mình sẽ thử cái quần thánh nha. Thử cái quần thánh trước coi. Wow, mình ở ngay cái khu vực chợ đêm nè, gần cái tòa nhà SK. Rồi, xe lửa tới rồi, tàu điện ngầm tới rồi, chuẩn bị leo lên thôi. Thì mình có hai món đó, cơm trứng và canh cơm. Đây là tờ 1000 của Thái Lan. Ở đây người ta cho mướn xe nè các bạn, 300 bạc một chiếc. Temina cộng 21 Pattaya, Thái Lan. Cộng 21 máy bay nè. Wow, sầu riêng rất là nhiều luôn các bạn. Năng luôn 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 nhiều quá đi đảo San Hô Thái Lan, bắt tay giờ Thái Lan nha. Wow, bay. Wow. Là bạch tuộc. Bạch tuộc nha. Còn đây là nồi xào. Tôm dâm. Tôm nè. Cá biển các bạn, cá chiên nha, cá chiên nha, nhìn rất là ngon hấp dẫn. Đang đếm số lượng các bạn, đang đếm rồi đủ không, có thiếu không, có ai đi lạc không. Rồi ăn thôi, mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Cơm 100 bạc tại ở tầng hầm siêu thị Bắc Tây Gia. Sáu giờ sáng rồi các bạn, xe đã ngừng, có thể hết khách xuống rồi, tại Siem Reap rồi. Siem Reap này lần trước mình đã đi rồi nên mình không có ghé. Bây giờ mình đi thẳng qua Thái rồi. Ở đây nó có bạn hướng dẫn nè, đền Angkor co vào 800m nữa. Trung chuyển đi về Thái Lan của mình nè, đang ở Siem Reap. Bây giờ xe này trung chuyển nè, tới vé thì mình đã mua trọn gói rồi, xe này trung chuyển tới biên giới nè. Xe trong chuyện đã đưa mình đi tới biên giới giữa Lào với Campuchia. Mình còn phải đi thêm hai chặng, thêm chặng này chặng sau mới tới được Thái Lan, khổ quá. Xe chở heo nè, chờ cái xe nhỏ xíu rồi mình chở người nè. Nào nhận liền. Quá khổ ghê. Campuchia nó nè. Rồi tới biên giới rồi, người ta phát cho cái thẻ nha. Cái ông tài xế ông phát cho cái thẻ đeo màu xanh xanh như thế này các bạn. Nó đeo lên cổ nè. Đeo màu xanh xanh như thế này rồi chờ làm thủ tục thôi. Tài xế này ông hết nhiệm vụ nè. Ông giao cho ông màu xanh này. Bye 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 bye. Đó, ông hết nhiệm vụ rồi, giờ ông giao cho ông màu xanh này, giờ mình đi theo ông màu xanh này. Ông màu xanh này là cái ông mà phát cho thẻ đeo cho mình nè. Wow. Cửa khẩu của giữa Campuchia và Thái Lan. Rồi đi bộ một đoạn khá là xa. Chuẩn bị tới nơi.
ba bàn tay này đi chung với mình nào ha. Hai người Đức, một người Mỹ nha. Sau khi xuất ra khỏi Campuchia rồi thì bây giờ ngồi để chờ một chút, mình sẽ đi qua hướng này để đi nhập cảnh vào Thái Lan. Đợt trước mình đi từ Lào sang Thái, hướng từ thủ đô Viêng Chăn đi qua Udon Thani Thái Lan á, thì có hối lộ qua hải quan, hối lộ 200 bạc. Còn chuyến này đi thì tốn một khoản tiền nhiều hơn là 1.000 bạc. Rõ ràng là những nước Đông Nam Á là không cần visa, nhưng mà thủ tục cũng rất là rắc rối các bạn. Tại mình đi hai lần, lần đầu là mình đi theo tour có lo tại Anh chết hết. Đó, bình thường thì đi qua cửa bên đây, mình qua cò thì mình đi nhập cảnh được Thái các bạn. Nói chung là nhập cảnh Thái cũng hơi vất vả chút nha, cũng gian nan. Rồi sau khi nhập cảnh Thái xong rồi mình đi tìm tới cái nhà xe mà nó có cái biểu tượng trên cái thẻ đeo mình lúc mà mình tới đây các bạn. Nó có biểu tượng nè, có biểu tượng mà lúc mà mình tới cửa khẩu nó đưa cho mình đeo đó. Đây biểu tượng ở đây, có rất là nhiều nhân viên đứng ở ngay giữa cửa khẩu á, mình giơ cái thẻ lên nọ sẽ dắt tới đây thôi. Rồi bây giờ chờ ha, chờ nó đầy xe nó chở đi. Nói chung là những người đi chung xe với mình đó, người ta ra trước người ta đi xe trước, mình ra sau thì mình ra sau, thì nhà xe nó có ở đây nha, cả ngày cả đêm không sao nha. Vé xe làm nó mua rồi, vé xe mình mua ở Campuchia rồi. Trong thời gian chờ xe tới đón thì mình sẽ đi tìm cái cửa hàng 7-Eleven 711 á. Trong cửa hàng đó nó có bán sim. Nói chung là ở đây cũng có rất là nhiều người chào mà bán sim đổi tiền này nọ, nhưng mà mình không có mua trực tiếp. Mình sẽ đi tìm cái cửa hàng nó cũng gần đây nè các bạn. Anh Security chỉ gần đây nè, mình sẽ đi tới đó mình mua. Ở đây nó có trái châm nè các bạn, mình thử hỏi các bạn. How much? Cái này là châm các bạn, châm của Thái Lan nha. Một ký là 100 bạc, mình mua hai lạng là 20 bạc đó. Có em dễ thương bán chủ quán nè, có em Thái Lan dễ thương bán nè. Thank you. Rồi leo lên xe rồi, chuẩn bị đi về Bangkok thôi. Vé này mua từ bên Campuchia rồi. Rồi gần 6 giờ rồi, xe nó gần đây, vừa đổ xăng vừa chạm dừng chân rồi các bạn. Cho mình xuống đây mình đi vệ sinh rồi đi ăn uống nè, quá mệt mỏi. Đối với những ai mà đi tour ha, đi du lịch mà đi tour mà đi trường hợp này sẽ rất là mệt nha. Wow, đồ ăn nè, bánh ngọt nè, hạt dẻ nè, 140 bạc. Có sim que nè, thịt nướng nè, thịt nướng 10 bạc. À, 20-30 bạc cái này. Này gì không biết, cá khô, rượu 150 bạc, bánh ngọt. Hạt điều đây. Bên trong là đồ ăn à, cơm nè, 40 bạc, 35 bạc nè, 30, 25, 20, 20. Có một số chỗ nó dọn rồi. Xem đây bán gì. How much? May ao. Đó, mình kêu một cái phần mì đó, mình ăn không ăn giá, mình dặn vừa bỏ xá xíu vô với thịt băm vô. 40 bạc. Cũng rẻ các bạn, 40 bạc rẻ lắm. 100 bạc thì nó tầm khoảng không mấy 70 ngàn nha. Ok.
chèn nước vô thôi. Ở đây nó có mấy sự lựa chọn, nữa, mình chọn nước ăn cho dễ ăn. Wow, thành phẩm của mình đây các bạn, 40 bạc nha. Ở đây nó có ớt nè, có hai loại ớt, mình cho miếng ớt vô, ớt ớt vô cho nó có phong cách Thái Lan đó. Rồi đây ớt, ớt này là ớt ớt ngâm nha, một ít ớt ngâm nó được rồi. Rồi ăn thôi, bê ra bàn ăn thôi. À, ngon nha các bạn, 40 bạc khắp miếng nước à, ngon ngon đậm đà ngon. Mình thử cái này Quỳnh Thánh này coi. Rồi mời các bạn nha. Đừng đói nha, ngon nha. 40 bạc phải không? 40 bạc tính ra là nó chưa tới 30 ngàn ha, mà cứ cho là 30 ngàn đi, chạm dừng chân là rẻ rồi. Hủ tiếu này đủ màu luôn nè, ăn xong rồi mình vòng vòng kiếm mới bán nước coi. Đây mình sẽ uống hết rồi các bạn, ta nghỉ gần hết rồi nè. Có nem nè, nem giống Việt Nam các bạn, nem lai dung Việt Nam nè. Khá là rộng nha, có máy rút tiền luôn kìa. Còn chưa thấy chỗ bán nước nha các bạn, tìm hoài chưa thấy luôn. Cái tủ lạnh đó, cái bán đồ ăn rồi không bán nước. Cũng là 711 7-Eleven, cũng là đi cà phê sữa mà mua trong siêu thị đó luôn. Nhưng mà giá bên Thái rất là rẻ các bạn, 26 bạc à. Tính là tiền Việt Nam hơn 10 ngàn à. Mình ăn với lại đi vô trong cái siêu thị 7-Eleven mua cà phê rất là nhanh. Xe đang chờ khách đây, 344520. Đi cà phê mình để trên xe của người ta đây, đứng đây chờ xe chạy thôi. Nói chung mình đi theo xe mà phải tranh thủ ăn thật là nhanh ha. Cái này chỗ này bán đồ ăn cũng không có đa dạng, siêu thị thì bán nhiều, nhưng mà trong cái trong đồ ăn thì hình như hết rồi, bớt rồi. Toilet đây, toilet nó có cái thùng tiền nha, ai có bỏ thì bỏ, chứ không có người canh, không bắt buộc. Cái ly cà phê sữa này á, nó là 26 bạc, mình quy ra tiền Việt nó chỉ tầm khoảng 17-18 ngàn tiền Việt thôi, khá là rẻ so với Campuchia. Campuchia một ly này phải là 50, hơn 30 ngàn. À, mình vào cái DC Hall này ha, của Thái Lan nè, Bangkok nè. Ở đây có ba mức giá nè, 2 người 900 nè, 3 người 1.000 nè, 3 người 9, 2 người 900, 3 người là 1.100, 4 người là 1.300. Nó có 1 người ha. Giá là thấp nhất nè, 900 bạc nè, mình vào xem thử coi nó như thế nào. 1707, xem thử coi. Bên này mới đúng. 1708. Wow. 900 bạc. Rất rầm. Wow. Rộng rãi. Ồ, có view luôn. Wow. Đây là cái khách sạn mình mới vào các bạn, DZ House Hotel. Phòng cũng rộng rãi đẹp nha, giá 900 bạc, nhưng mà nó chỉ có một lý do là nó ở tầng 3 và không có thang máy. Nó có thang máy mà những cái phòng mà có thang máy thì nó full hết rồi đó, người ta dắt cho mình cái phòng không có thang máy, giá 900, quy ra tiền Việt là hơn 600, nhưng mà không có thang máy đi cũng rất là cực các bạn, nên mình sẽ tìm sửa dọn lừa khác. Mình đi vòng vòng một vòng xem có sửa dọn lừa nào khác không. À, nếu không có sự chọn lựa nào nữa thì mình có thể mình sẽ quay lại đó, còn nếu mà có sự chọn lựa tốt hơn mình sẽ ở chỗ khác. Sẵn mình review cho các bạn xem luôn giá khách sạn ở khu trung tâm Bangkok. Cái khách sạn đó nó không có ghi sao nha, có thể coi nó là
2 hoặc 3 sao thôi. Wow, quá đẹp nha. Wow, bảy mười bốn lầu bảy số 14. Lầu này là 1200 bạc. Phòng rất là đẹp các bạn. Xem có view gì không? Đây tên khách sạn các bạn, kênh khách sạn đỏ nè. Trước mặt mình là cái chợ đêm tại Bangkok, Thái Lan. Đồ ăn thì đa dạng ha, rất là nhiều loại luôn. Bây giờ mình sẽ vô trong phía chợ đêm nha, coi nó bán đồ ăn gì ha. Cũng đói bụng rồi, kiếm gì ăn thôi. Vừa vào là thấy rất là nhiều món các bạn. Có giá sẵn là 60 bạc nè, 100 bạc nè, 60, 100. Bên đây thì có gà nè, xá xíu nè, heo quay nè, xôi xài nè, xôi và xài. Có nước dừa, bên đây nè có giò heo nè, giò heo hầm. Bên đây có mít, dưa hấu. À, khá là đông nha. Xúc xích, cá chiên, cá nướng. Này chắc là gỏi hả, gỏi cho đủ. Ở đây có mì, hoành thánh, salad, đầu bếp nấu tại luôn nè đó. Wow, đây gỏi đu đủ các bạn, cơm cơm. Dĩa này là 100 nha các bạn, dĩa cơm này là 100 bạc, còn cái gỏi đu đủ đây là 80 bạc. Còn gỏi tôm zoom này là 180 bạc. Đầu bếp nấu nướng tại đây luôn. Có nước ngọt, có bia luôn. Bên kia đường thì có massage à. Đây dĩa cơm của mình đấy các bạn, nhìn hấp dẫn không? Có trứng nè, ở đây có thịt băm nè, thịt heo băm nè. Còn đây là món tôm zoom nè, tôm zoom tôm. Cây nha, này, có tôm nè, có nấm nè, có sả nè. Wow, hấp dẫn nha, rồi ăn thôi các bạn. Đây món gỏi đu đủ hiện thời nổi tiếng tại Thái Lan, chắc chắn là không thể thiếu cái này rồi. Đu đủ nè, ba khía nè, ba khía đây các bạn, cà chua này, cà pháo nè, giống cà pháo Việt Nam vậy. Rồi ăn thôi các bạn. Thưởng thức miếng cơm nha các bạn. Rồi mời các bạn nha.
ngon không? Sẽ ăn thử miếng tôm sum nha. Nhìn cái tô tôm sum khá là đặc biệt, có vẻ cay á. Gọi đu đủ Thái Lan. Rồi mời các bạn nha. Hơi mặn, hơi mặn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Quán ăn Trung Quốc nè. Phong cách Trung Quốc. Oh, sầu riêng Thái Lan 220, 300, 280, 270, 280, 400, 270. Wow. Muối sầu riêng khổng lồ các bạn. Rất là to luôn. Các bạn soi bằng tay các bạn, to hơn bằng tay rất là nhiều luôn. 450, 470, 340, 600. Wow. Hôm nay mình không thích ăn sầu riêng, hôm nay mình sẽ ăn bưởi nè. Mình sẽ hỏi cái hộp bưởi này bao nhiêu tiền. Wow, cái hộp bưởi này 70.000 nha các bạn. Rất là to đẹp và bự nha. Để dành cho ăn từ từ thì cũng được. Cái khá là cay các bạn. Mình vừa kêu một ly nước dừa. Dừa xay. Ly này 65. Trong khu vực ăn uống này các bạn, nó có một cái bảng quy định nè. Không được mang sầu riêng vào, không được hút thuốc nè. Không được mang đồ ăn bên ngoài vào, nếu mà mang đồ ăn bên ngoài vào sẽ bị phụ thu nha, coi như bị phạt 100 bạc. Cảm ơn. Có ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Người Việt tới đây ăn rất là nhiều nên có bạn có tiếng Việt luôn các bạn. Cái chỗ mình vừa ăn ở đây các bạn tên nữa nè. Seafood One Food Center. Thì có bán tôm hùm nha. Không phải tôm hùm. Tôm sú lại to. Bên đây là 100 bạc, bên đây là 200 bạc. Sai 2-3 con 1 ký. Bên này 50, 100, 100. Trái cây có bòn bòn các bạn. Còn bòn Thái nè. Chôm chôm Thái. Qua wow, dâu tây rất là to các bạn. Trái này to. Mấy cái trái ở Đà Lạt mình thấy không có trái nào to bằng trái này đâu á. To lắm. Đây là cá nướng. Qua wow, sai khủng nha. Con này chứ khi mấy 2 ký các bạn to lắm. Giá là 150 bạc. Hai con này được nhét rất là nhiều đồ bên trong ruột con cá nha. Sẽ gần đủ kiểu rồi. Da heo 100 bạc. Được đóng gói vô cái bịch luôn. Bịch này to hơn, giá 300 bạc. À, cô sai khủng luôn. Không có giá. Các bạn qua bên Thái Lan á, ở trong chợ đêm á, thì bất cứ chỗ nào các bạn thấy cái chữ nè, money nè, chữ này là tức là chữ đổi tiền các bạn. Ở đây nó có đổi tiền tất cả các mệnh giá nha, có cả tiền Việt Nam, tiền đô la, tiền euro các bạn. Này, đi vòng vòng mua đồ thấy shop người Việt không các bạn? Giờ đây thấy chủ người Việt luôn. Wow, nước ép trái cây, bơ. À, đi đâu cũng thấy 7-11 nha. Trong đây có một cái món mà mình yêu thích, đó là cà phê sữa giống đây. Hàng gia dụng thì khỏi che luôn, đầy đủ cái gì cũng có. Các bạn đi tour tự túc á, thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại này nha. Nói tiếng Anh thôi. Người ta sẽ đưa các bạn đi chơi ha, nhưng mà quan trọng là người sẽ nói tiếng Anh á. Chứ không có hướng dẫn viên du lịch Việt Nam đâu, đây. Cái tour của Thái nè. Nếu mà đi từ tốt thì mình cứ bốc, thích đi tour nào bốc tour đó thôi. Ở đây có chợ đêm chợ nổi nè. Cởi voi nè. Có đi du thuyền nè. Có đi thế giới nè. Thế giới động vật gì nè. Rim nè. Đi chùa Mahathan nè. Vườn Nông Núc nè. Rồi chùa Phật nè.
chùa Vật Vàng kìa. Rồi đi xem thú này quá trời các bạn, rất là nhiều sự lựa chọn nha. Ở đây họ không có ghi giá. Đối với những bạn nào mà hay hút thuốc á, thì qua bên Thái Lan rất là ít chỗ hút thuốc nha. Người ta những các bạn cấm hút thuốc thế này á, nó dán đầy đường luôn, dán thậm chí cả cục đèn cũng dán nữa. Nếu mà trong quán mình người ta dán không đã đành rồi, này ở ngoài đường người ta vẫn dán nha các bạn, cục đèn vẫn dán. Wow, quần quần áo áo quá trời các bạn, trời đêm. Giày giày dép dép. Wow. Ở đây có rất là nhiều chỗ đổi tiền các bạn. Đặc biệt chỗ này là người Việt Nam đổi tiền nè, có dòng chữ Việt Nam nè, thu đổi ngoại tệ dịch vụ tiền Thái Việt. Ở đây mình vô mình tham khảo thì giá rất là ok nha. Có số Zalo luôn nè. Zalo Việt Nam luôn nè. Các bạn nào có nhu cầu mà hỏi giá hay muốn đổi tiền thì các bạn Zalo số này nè. Đó. Để đổi tiền nha các bạn. Ok, giá ok lắm á. Tại nhà cao thứ nhì của Thái Lan. À, lần trước mình có đi Thái Lan cái tour 5 ngày 4 đêm á, là mình có vô cái tòa nhà này ăn buffet ở tầng 79 rồi các bạn. Tòa nhà này là tòa nhà cao thứ hai của Thái Lan. SK à, chờ đêm đang chuẩn bị dọn nha. Anh trẻ rồi người ta đang chuẩn bị dọn nè, đẩy xe để xếp đồ vô nè. Rất là nhiều cho đổi tiền luôn. Dịch vụ đổi tiền bao la. Giá chênh lệch một chút ha, mỗi chỗ một chút. Các bạn đi du lịch thì các bạn cứ tham khảo một vài chỗ ha. Chỗ nào giá là hợp lý thì mình đổi thôi. Khu này ẩm thực ha, ẩm thực của người Ấn Độ, chủ yếu người Ấn Độ ẩm thực. Khách sạn, nhà hàng, 10 tiệm hết 8 tiệm là của Ấn Độ. Đi đâu cũng thấy Ấn Độ các bạn, rất là nhiều luôn. Bây giờ mình chuẩn bị vào đi ăn sáng nha. Cũng đối diện cái chợ hồng tối qua mình ăn đây, bên đây món Thái tại trung tâm của Bangkok. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy cái tòa nhà, đứng từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy tòa nhà cao thứ hai của Thái Lan, SK. Rồi vô quán ăn ăn thôi. Đây menu của quán đây. Là toàn bộ tiếng Anh với lại tiếng Trung Quốc nha, tiếng Thái nữa. Giá đây 90. À, bên đây có đường hình ảnh minh họa luôn. Ăn cái nào gọi đó. 80%. Quá trời đồ ăn các bạn, muốn ăn cái gì cũng được ha. Giá dao động từ 80 bạc nha tới 120. Ở đây nó có phần nào, phần to phần nhỏ nữa các bạn. Tóm lại là cái menu này nó rất là dày nha các bạn, dày lắm, nhiều lắm. Mình chỉ quay tương đối thôi nha. Sau thời gian suy nghĩ nha, cuối cùng mình chọn món này nha các bạn. Cuối cùng món này mình gọi là món này, nhìn hấp dẫn là món này đây. Trong thời gian chờ đợi làm món ăn thì mình kêu một ly nước ha, ly trà xanh nè. 50 bạc. Cũng ngon nha các bạn, rất là ngon. Không gian quán ăn nè, không gian quán ăn là sạch sẽ nè. Có những món ăn trong hình này rất là hấp dẫn nè, như cá nè. Này là ăn trưa được mà, như sáng thì không hợp lý lắm. Này đó. Ở đây không có gì giá.
Người ta bán, ta đứng ở đầu quán ta bán luôn các bạn. Đầu quán luôn nè, trộn mì. Bên kia đây cũng có, bên kia cũng có, hai bên cùng một quán. Đây em gái mới ứng bán đây. Có cái menu trước cửa quán à các bạn, quán nào nó cũng để có cái menu trước cửa quán á. Này món giống bún gạo vậy các bạn. Đây cái món mình lên rồi nè, 100 bạc. Trong chợ nó bán mắc hơn trong chỗ chạm dừng chân nha. Ở đây mình có xá xíu nè, hoành thánh nè, rồi sợi hủ tiếu nè. Sợi hủ tiếu đây nó nhỏ nhỏ trông giống như là mì bún gạo các bạn. Rồi ăn thôi. Không có nêm gì hết, đầu tiên mình thử miếng nước coi nha. Xem nó có ngon không. Mình ăn cái gì mình cũng thử miếng nước trước ha, xem nó cái nước nó có ngon có thanh không, sau đó mới nêm. Nước hơi lẹt ha, có mùi thuốc bắc ha. Rồi thôi ăn thôi các bạn, mời các bạn nha. Ăn thôi các bạn. Mình sẽ thử cái hoành thánh nha. Thử cái hoành thánh trước coi. Có thịt bên đây, có tôm bên đây. Món này cái kiểu của Trung Quốc nha. Nông. Đây là mì đi các bạn. Rồi mời các bạn nha. Còn đây là thịt heo, nó giống như xá xíu vậy các bạn. Màu đỏ nè. Giống như xá xíu vậy, nó màu đỏ nè. Mời các bạn. Ăn sáng nên lựa món ăn đơn giản ha, có nước ăn đơn giản ăn không, rồi tôi dùng dầm thấp áp thôi. Mình chưa ở Bangkok này á, một đêm với buổi sáng này thôi, rồi sáng trưa nay mình sẽ đi về Pattaya. Mời các bạn. Cái này khá là ngon nha. Cái hoành thánh này các bạn, cái hoành thánh này á, nó ngon hơn cái xá xíu nha, nó ngon hơn cái xá xíu. Cái tô người ta bê lên cho mình ăn rất là to, nhưng mà thực chất người ta múc đó, có nửa tô các bạn. Mình tính ăn cái này nha. Ha cảo. Gọi cái này là ha cảo cũng được, mà gọi là
cơm thánh cũng được nha. Cơ bản là nó là một miếng bột quanh bao quanh thịt lại và nấu lên thôi, nên nó có thịt nó có tôm. Cái này mình chỉ cho 7 điểm thôi nha các bạn. Trà xanh nha, trà xanh của Thái Lan. Wow, mình ở ngay cái khu vực chợ đêm nè, gần cái tòa nhà SK. Ở trên nó có chữ HM, tòa nhà cao thứ hai của Thái Lan. Wow, leo lên túc túc rồi trải nghiệm đi ra tàu điện ngầm. Sau đó mình tiếp tục trải nghiệm đi tàu điện ngầm. Anh túc túc đây. Phía trước có anh Bullet à. Wow, tạm biệt cái khu chợ đêm này nha. Tạm biệt là nhà cao thứ hai của Thái Lan. Các bạn khách sạn ở đây ở thì nó cũng có cái vui của nó hơn, nó cũng có cái hay của nó, sầm út. Nhưng mà từ đây ra bờ sông cũng hơi xa chút, đi đến sân bay cũng hơi xa chút, mà đi đến bến chậm xe buýt rồi đi đến bến xe của thủ đô nó cũng hơi xa chút. Nhưng mà đặc biệt khu này đông dân cư, khu này sầm út. Sau khi trải nghiệm xe túc túc xong rồi, bây giờ mình đã tới bến tàu, tàu điện ngầm. Mình sẽ trải nghiệm đi tàu điện ngầm nha các bạn. Wow, vô đây mát nha, gió mát. Trong đây là nó có bán cái thẻ tự động, có chỗ nó có người phục vụ nữa, có chỗ không có người. Tô chai sình nè, người ta hướng mũi tên. Rồi trước mặt mình đi qua cái trạm này nha, nó kiểm tra mình có mang vũ khí không, bom mìn súng không nha. Này có các bạn hướng dẫn nè, mình không biết, đi qua đợi coi. Đây có mấy cái máy ATM nè, máy ra rút tiền nè. Ồ, ở đây dưới này tầng hầm có cái khu ăn uống nè, Metro Mall nè, một cái chợ nhỏ dưới đây nè. Đây có bạn hướng dẫn các bạn nè, dành cho người tàn tật đó nè. Đây bạn hướng dẫn các bạn. Trong này mát nha, mát nha. Bây giờ mình đi tìm tới chỗ bán vé. Rồi tới rồi nè. Chỗ này nó có hệ thống máy bán vé tự động nè. Đây là cái hệ thống bản đồ mà những cái tuyến xe mình cần đi nè. Ở đây nó rất là nhiều tuyến các bạn. Các bạn xem nè, cách mua của người ta là sợi dây xanh nè, sợi dây vàng nè, máy bay nè. Mình cần tới sân bay mà đây nó có hai sân bay nè. Mình sẽ tiếp tục bên đây nha, chỗ kia không có mua vé, về lên đây mới mua được. Đây là đi cái cầu qua đường nè.
Ồ, ở đây rộng quá các bạn. Rộng mênh mông như sân bay vậy. Các bạn lên đây, các bạn muốn mua giấy tự động vô đây. À, chỗ này nó bán giấy tự động nè, tùy theo cái mã mình cần đi. Còn trong trường hợp các bạn không mua giấy tự động được hoặc không muốn mua giấy tự động, mua vé trực tiếp mua đây. Sau khi mua vé xong đi qua đây. Cái chuyến này là chuyến đi ngược lại nên mình không có lên nha. Mình đang chờ chuyến bên đây nè các bạn. Là người ta đứng xếp hàng nè. Tua Suvarnabhumi nè. Ở đây nè, nó có chữ, ghi cái chữ các bạn, sân bay nè, Suvarnabhumi nè. Wow, nãy giờ không để ý, bây giờ mới để ý nè các bạn. Tại lúc nãy mình có hỏi cái chị gác á, chị nói ngồi đây, bây giờ mình để ý thấy cái chữ đây nè. Rồi, xe lửa tới rồi, tàu điện ngầm tới rồi, chuẩn bị leo lên thôi. Các bạn phải lưu ý chỗ này nha, cái hướng mũi tên là đi vô nè. Mình phải chờ người ta đi ra xong mới vô. Wow, tàu chạy rất là nhanh luôn các bạn. Chạy trên không nè. Băng qua thành phố. Bây giờ mình đã tới sân bay rồi, mình sẽ đi lên lầu 1. Đây là cái tên sân bay đó nha. Tên hơi khó đọc chút. Suvarnabhumi. Đại khái là Suvarnabhumi nè. Cái chip lúc đầu mình mua thì mình bỏ vô, thì bây giờ mình ra đây mình bỏ vô chip thì mình đi ra nè. Nếu mình đi sai thì nó sẽ tính tiền mình nè. Mình chưa ẩn với cái chip chỗ đây nè các bạn. Bỏ chip hẳn vô cái lỗ luôn, bỏ chip hẳn vô cái lỗ luôn là cái cánh cửa để mở đi ra. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chip vô đây nè các bạn. Khá là rộng các bạn. Ở đây có các bạn hướng dẫn các bạn. Ở tầng 4 là đi máy bay nè, tầng 3 là ăn uống nè. Số 2 là đi cái điểm đến nè, máy bay luôn nè. Số 1 này là mình đi xe công cộng nè các bạn. Máy bay Vietjet rất là nhiều các bạn. Chỗ này là taxi nha, Ride Center. Mình đang tìm cái cửa số 8 để mua vé để bắt tay ra. Đây các bạn, giá đi Pattaya này 190 nè, bạc bên đây là 300 bạc nè. Nó sẽ đưa tới hotel. Còn như mình thông thường mình hay đi tới bến xe nè, nó sẽ chở cho mình tới bến xe Pattaya nè. Mình sẽ review thêm một bến xe Pattaya nữa. Còn đây chở tới hotel nha. Các bạn đến đây nè, tại cái cửa số 8 tầng 1 nè, các bạn có thể mua vé xe buýt nè, hoặc taxi đi Pattaya nè, Khao Chan nè, Khon Chan nè. Ở đây nó có hai loại vé, một loại vé là chở tới bến xe, một loại vé là chở tầng khách sạn, có giống như trung chuyển các bạn. Còn hướng trong đây là Magic for Seafood, đồ ăn Trung Quốc nè. Các bạn muốn vào đây mua đồ ăn thì các bạn phải tới đây ha, mua một cái thẻ 100 bạc, rồi các bạn cầm cái thẻ đó đi vào đây mua đồ ăn ăn. Nếu mà dư thì các bạn đem ra ta trả tiền lại cho các bạn. Còn nếu mà thiếu thì không được. Ví dụ như các bạn nhắm các bạn ăn hơn 100 bạc thì cứ mua 200 bạc đi cầm vô. Ăn bao nhiêu ăn còn lát cầm ra ta trả tiền lại nha, mua đây nè. Đồ ăn giá cũng khá là rẻ. Mình đã đổi tiền ra cái thẻ này các bạn, 200 bạc nè. Mình ăn còn dư thì mình ra mình đổi lại nha. Wow, cơm sườn giống Việt Nam là ngon nha, hấp dẫn nha, miếng sườn to nha. Nhưng mà cái này là mẫu thôi, không biết nó có mình chơi có giống vậy không. Món này giống Việt Nam nè. Này phở nè. Đây cơm gà nè. Wow.
ở đây có chữ phở Hà Nội các bạn, phở Hà Nội nè. Bún thịt nướng nè, cơm tấm sườn heo nè, bò, gà Việt Nam nè. 60 bạc. 70 bạc, 70 bạc. Bún thịt nướng. Mình đang bị bâng khuâng các bạn, nữa muốn ăn món Việt Nam, nữa muốn ăn món của Thái. Còn này món của Trung Quốc nè. Cái này vịt quay. Mình vừa kêu món này các bạn. Mình cơm món kêu món cơm trứng chùm với canh. Đây trứng chùm mền của mình đây các bạn. Đây cơm trứng chùm mền và canh dâm, tôm dâm 70 bạc nha. Rồi ăn thôi các bạn. Cơm trứng chiên nóng hổi và cái phần tôm dâm này. Tôm dâm ở đây mình có gì? Có nó như canh vậy các bạn. Có thịt nè, có tôm nè, có mực nè. Còn bên đây thì cơm trứng đơn giản thôi, cơm trứng thôi. Đó, vậy thôi. Ăn thôi các bạn, ăn trưa thôi. Ở đây thì mình có hai món đó, cơm trứng và canh cơm. Thử cái cơm trứng là trứng vừa chiên nóng hổi nè. Rồi mời các bạn nha. Đó là đợt trước mình đi Thái Lan mình có ăn một lần đi theo tour và anh hướng dẫn viên du lịch đó, anh dắt mấy ăn một lần. Đợt này mình đi bộ từ đi hướng đi bộ từ Campuchia sang Thái Lan, rồi mình ghé đây mình mua vé mình đi Bắc Tây Giang, xong cái mình trong hai rưỡi thì xe mình mới đi Bắc Tây Giang. Trong thời gian chờ đợi thì mình ghé đây mình ăn cơm luôn. Cái giá này so với giá ở ngoài chợ đêm đó mà ăn thì nó cũng rẻ hơn, so với dịp mình chân cũng rẻ hơn, so với sân bay Việt Nam thì quá rẻ luôn. Rồi sân bay trong đường sân bay ghé rồi, sân bay ghé rất là cao. Lúc nãy mình lưỡng lự các bạn, mình lưỡng lự là không biết anh ăn món ăn Việt Nam hay anh nên ăn món ăn của Thái. Xong thời gian lưỡng lự cuối cùng mình quyết định món ăn của Thái. Cái nào tính lên cho cao dĩa cơm sườn hoặc tô phở Việt Nam ăn rồi thì có bán món Việt Nam mà, nhưng mà nghĩ lại hơn mấy cái món này ở Việt Nam nè, nhiều đồn qua Thái ăn hơn Thái khác. Rồi mời các bạn nha, tôm dâm cay thiếu chua nóng nóng hổi rồi mới nấu. Cay rất cay luôn. Mình có tật xấu các bạn, mình ăn cay, mình nước cục à, nhưng mà thích ăn cay, cái ăn cay nước cục, ăn cay nước cục mà thích ăn cay. Thank you.
sau khi ăn xong á mình đợi ở quầy số 8 nè, một lát xe nó sẽ tới đây đón mình. À, xe nè, những cái xe nè, mình đi những cái xe này là đi Bắc Tây Gia, giá là 190 bạc, vé mình cầm trên tay các bạn, ghế ngồi số 20 nè, đi xe này nè. Rồi xe chuẩn bị đi rồi các bạn, hành lý là cất vô thùng xe rồi. Bản số xe là 17419 nè. Bây giờ lên xe thôi. Rồi lên xe thôi các bạn. Ghế số 20. Tìm chỗ ngồi thôi. Wow, xe đẹp nha. Máy lạnh lạnh nha, mát mẻ nha. Chuẩn bị đi thôi. Rồi, xe khởi hành rồi. Thẳng tiến Bắc Tây Gia 126 km. Bây giờ là 4:30, xe tới Bắc Tây Gia. Hiện tại mình đang ở Bắc Tây Gia. Những cái xe mà của khách sạn tới đón sẵn nè. Ai thuê khách sạn nào, ai muốn khách sạn nào thì tự động là lên khách sạn thôi. Lên cái xe này để về khách sạn. Bây giờ là gần 5 giờ. Mình đã đến Bắc Tây Gia. Bây giờ sẽ đi dọc vòng kiếm khách sạn nhà nghỉ nha các bạn. Cái khu này cũng đẹp nè. Giờ đi hỏi thử coi giá khách sạn trong đây, giá phòng trong đây bao nhiêu tiền nha. Từ khách sạn này ra bãi biển rất là gần các bạn, 50 m à. Wow, cũng đẹp nha, sảnh nè. Ở đây có bàn pizza nè các bạn, pizza lỗ nè. Có ghế ngồi chờ đợi nè. Wow, ghế này như ghế của vui đó các bạn. Đây là tờ 1000 của Thái Lan. Ở đây check in 2 giờ phải không? Check out là 12 giờ hôm sau. Ở đây nó có membership nè các bạn, những thành viên nè. Ở lâu năm hay là có được giảm giá nè. Giá phòng nè. Tối quá. Có cái hành lang nè các bạn.
Wow, dưới có hồ bơi nè. Mình đây là ở tầng 5 nha. Pattaya. Rồi đi tham khảo thêm thôi. Phòng này giá hơi cao. Đi tham khảo thêm coi. Tham khảo coi chỗ nào nó hợp lý thì mình thay nha. Mình thông thường mình đi đâu cũng vậy, mình sẽ tham khảo hai ba chỗ. Mình là thứ nhất là mình tham khảo cho bản thân mình. Thứ hai là mình quay lại mình review cho các bạn xem ha. Chỗ nào cho dùng chỗ đó mình không mở, mình vẫn review cái tên khách sạn nha, giá tiền cho các bạn nha. Nhà vệ sinh các bạn. Wow. Wow. Ở đây không có cái màn ha. Đúng ra nó có cái màn không, nước nó khỏi bắn ra nè. Đây có máy sấy nè các bạn. Temina cộng 21 Pattaya Thái Lan. Cộng 21 máy bay nè. Wow, thịt cá sấu các bạn. Cái cây này mình ăn ở bên Lào nè các bạn, rất là ngon nha. 15 bạc một cây. Mình sẽ mua một cây ăn nha. Cây này là của heo nè các bạn, heo này. Người ta sẽ nướng lại cho mình nha, hâm nóng lại cho mình nè. Cái này là bò, cái này là gà, chicken nè. Máy bay nè các bạn, mình mua hai cây nha. Đây là xoài non chấm. Một cái là nước chấm đặc biệt của Thái Lan đây các bạn. 100 bạc. Xài non nhỏ như thế nào. Và rất là nhiều đồ ăn các bạn. Quá trời luôn. Wow, cháy lụ các bạn. Wow, đã quá. Xôi xài. Wow, quá trời các bạn. Nhìn rất hấp dẫn nha. Chưa ăn nhìn thấy hấp dẫn rồi. Không biết có ngon hay không. Wow, cái này cũng ngon các bạn. 1 lạng 99 bạc. Cái này 1 lạng 60 bạc. Cái này sườn heo các bạn. Wow, cánh gà nè các bạn. Lòng gà. Cá. Bỏ vô cái hộp nè. Ba rọi. Cái này sườn non. Ta bỏ vô hộp như thế này ta bán nè các bạn. Một hộp nè. Một hộp như thế này là 70 bạc nha. Ở dưới là cơm hay xôi vậy đó. Mình mua cái này nè, tổng cộng là 150 bạc cho các bạn. Ăn cái này đến no đến tối luôn á. Đây cái phần mình mua 70 bạc các bạn. Có nước chấm nè. Rồi mấy nước chấm vô đây nha. Rồi ăn thôi, mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Một bịch dưa hấu thế này là 50 bạc. Cũng nhiều các bạn nè. Trong một thời gian đắn đo ha, muốn quyết định mua một miếng sầu riêng 220. Đây miếng này 220 bạc. Hai muối. Mình đang ở chợ máy bay các bạn, cộng 21 nha. Cây này là thịt heo nướng. Mời các bạn, mời cả nhà. Cái xài các bạn. Cái xài rất là to. Thưởng thức miếng sầu riêng tại Thái Lan các bạn. 220 giá chua nha, nhưng mà mình sẽ thử coi nó ngon không nha các bạn. Đi chơi Thái Lan Pattaya thưởng thức dưa hấu của Thái Lan, xem coi nó có ngon hơn dưa hấu Việt Nam không nha các bạn. Dưa
ở Thái Lan, bắp tay già. Một bịch như thế này là 50 bạc nha các bạn. Một bịch như thế này là 50 bạc nè. Rồi đi vào cái khu trung tâm này chơi chút nha các bạn. Đối diện cái chợ đêm nè. Ở đây là nó ghi là cổng 2 nè. Ở ngoài kia là cái chợ đêm có máy bay kìa. Ba ly được xếp chồng lên nè. Đây nó như cái siêu thị các bạn. Trung tâm mua sắm. Mình lên đây chơi cho nó mát và kiếm chỗ ngồi ha. Ăn mấy cái món mình mới mua. Sầu riêng với lại dưa hấu. Cái này nó cũng na ná như cái Vincom hoặc là nó như cái Canter Plaza vậy đó các bạn. Kính thưa các loại vali, quá trời vali rồi. Giảm giá. Wow, ngay cái gốc cây nè các bạn. Ngay cái gốc cây có ghế ngồi nè. Mình quyết định ngồi chỗ này nè. Mát mẻ. Ngồi ngoài kia sôi động hơn, nghe nhạc ha. Nhưng mà nó là em dính bản quyền. Ngồi cái đây nè, cũng mát mẻ nè. Cây cũng đẹp nè. Wow, cây đẹp đó các bạn. Thưởng thức dưa hấu nha các bạn. Dưa hấu anh mua dưới chợ đêm nè. Mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rất là ngọt luôn các bạn. Rất là ngon nha. Thái Lan nha các bạn, tại Pattaya. Mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Sầu riêng Thái Lan. Rất là ngon nha các bạn. Thơm lắm các bạn, ngon lắm các bạn. Mình ăn sầu riêng cũng rất là nhiều rồi các bạn. Nhưng mà sầu riêng Thái thì nó có một cái gì đó là lạ hơn chút nha. Ở ngoài thì nó cứng nha. Mình lấy tay mình rời vô cái muối đó thì nó cứng, mình cắn vô trong thì nó lại mềm. Mà nó lại có độ ngọt không. Bản thân mình đó các bạn, mình cũng là ăn sầu riêng khá là nhiều lần. Hồi xưa nhà mình có trồng sầu riêng các bạn. Mình ăn cũng nhiều loại sầu riêng lắm. Nhưng mà mình qua Thái Lan, mình ăn sầu riêng Thái Lan. Không phải mình khen Thái Lan đâu các bạn. Mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó cũng khác khác sầu riêng do với sầu riêng Việt Nam. Ví dụ như cái miếng sầu riêng của mình nè. Mình lấy tay mình ứng vô cái muối á, mình thấy nó cứng nha. Nhưng mà mình cắn vô á thì thịt bên trong nó lại mềm. Mềm và túa nước ra. Và cái mùi nó cũng thơm, cũng ngon nữa. Mình không phải là nịnh Thái Lan hạt chê Việt Nam, không có đâu nha. Mình cảm giác, mình đánh giá theo cái sự cảm nhận của mình thôi. Đặc biệt là hột lép các bạn. Rất là thích nha. Nhưng mà nói thật chứ giá sầu riêng của Thái Lan quá mắc các bạn. Hai muối là 200 mấy bạc. Tức là phải 100 mấy chục ngàn á các bạn. Gần 200 ngàn tại Việt Nam á. Kệ nó, lâu lâu trải nghiệm một muối không sao. Hột nhỏ xíu à. Cái cách họ cột cái muối sầu riêng vô các bạn. Vô người ta quấn cái muối sầu riêng lại cũng rất là hay nha. Mình khi mình lấy tay mình cầm như thế này không có sợ tay dính vô sầu riêng và tay mình không có sạch đó, đụng như muối sầu riêng cũng rất là hay. Cái hột sầu riêng nhỏ xíu à các bạn, nhìn nè. Nói chung là mình rất là thích ăn nha. Sầu riêng lần đầu tiên mình ăn sầu riêng Thái Lan, mình đi cũng 2-3 lần rồi nhưng mà mấy lần trước mình không ăn. Lần này mình với tính thích ăn sầu riêng Thái Lan nha. Nói chung là nhiều người bán lắm, cũng nhiều giá, nhiều loại khác nhau, muối to muối nhỏ. Nhưng mình thấy đánh giá cái này là mình cho nó 8 điểm nha, rất là ngon. Tokyo, chuyến bay đến từ Tokyo. Đây tháp Bari đây. Wow. Rồi chúng ta đã đến San Francisco. Wow, con cá 495 bạc. Wow, hai con tôm 899 bạc. Lúc trước là 1.000 bạc, bây giờ giảm giá còn 899 bạc. Nãy giờ ăn cũng nhiều rồi. Đây là cái tầng cao nhất phục vụ quán ăn, đồ ăn. Cũng giống như ở bên Vincom, hoặc là cũng giống như ở Kencha Plaza. Luôn luôn phục vụ quán ăn, đồ ăn ở trên tầng cao nhất.
rất là nhiều món ăn ở nhiều vùng miền đất nước. Đây là cái cầu San Francisco của nước Mỹ. San Francisco của Mỹ nha. Đây cái cầu hiện tại nằm bên dưới. Wow, cầu San Francisco. Cái cầu bắc ở tầng cao nhất của siêu thị San Francisco. Wow, quá trời hải cẩu đang nằm ở đây. Đây là một cái hồ nước. À, đứng ở góc độ này nhìn cây cầu San Francisco rất là đẹp nha. Xung quanh cũng là những cái nhà hàng quán ăn của nhiều vùng, của nhiều quốc gia khác nhau. Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ. Ví dụ như chỗ đây là Lẩu Băng Chiên nè. Còn đây là nhà hàng của Nhật à. Ở đây có cái ông này nè, ông cầm sợi dây nè. Ông kéo cái sợi dây cầu nè. Cây cầu San Francisco của Mỹ. Chúng ta sẽ di chuyển từ San Francisco xuống là Tokyo lại. Mình sẽ quay một vòng cái Tokyo nha. Lúc nãy mình có đi dạo một vòng Tokyo rồi. Tokyo thì lại có nhiều cái hình búp bê, nhiều trò chơi, nhiều game thật, giải trí. Rất là nhiều trò chơi luôn. Có những cái gian hàng của Nhật, có những con cá nó bay treo lơ lửng trên là cá chép à. Có những cái bóng đèn treo trên cao à, chữ Nhật của Nhật. Không thể thiếu những cái bánh ngọt của Nhật. Bên cạnh cái San Francisco thì bên đây nó có Ý nè các bạn. À, bên kia nó có London kìa. Bây giờ mình sẽ review cái toilet của Nhật nha, phong cách của Nhật. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình review cái toilet của Nhật. Amen đây, của mình đây. Wow, đẹp quá. Wow, đẹp quá các bạn, toilet mà đẹp quá. Bồn rửa tay nè. Wow, có con khỉ nè. Wow, sạch đẹp quá các bạn. Toilet còn trên, ở trên còn có cây cối, nó quá đẹp luôn. Wow. Rồi bây giờ tới Ý thôi. Italy 1. Nói về những cái thời trang nha. Những cái mẫu hàng thời trang của Ý nè. Ở đây có cây cầu. Đây có bán trà sữa nè, rất là nhiều em gái xinh tươi đang đứng chờ mua trà sữa nè. Nè, tea coffee nè, trà sữa nè. Khúc này rất là thơm nha, có mùi thơm. Mỹ phẩm. Ở đây có cái hồ nước vô cực à. Có hai người đàn ông đang chèo thuyền. Ở trên có chữ The World Is Here. Cuối cùng mình cũng tới London rồi. Mình toàn đi thành phố lớn không à. Cái ly này mình mới mua nè. Matcha Thái 50 bạc. Chưa có chọt vô uống thử nè. Nếm thử xem có nó như thế nào nha các bạn. Món đặc trưng của Thái. Wow, tới Paris nữa rồi. Paris thì quần áo rất là nhiều luôn. Wow, quá trời quần áo. Paris. Rồi bây giờ ra
Bây giờ ra ngoài chỗ chợ đêm lúc đầu nhạc rồi đó, nhập đang dập sập sình rồi đó. Rồi tạm thời chia tay cái Tokyo, cái khu siêu thị này. Ở dưới cuối cùng tầng trệt nó có chỗ đổi tiền các bạn. Tiền đô nè, euro nè, tiền Việt Nam cũng có nè các bạn. Bảng Việt Nam nè, 1.38 nè. Rồi mời các bạn nha. Rất là ngon các bạn, ngọt lắm, giống hương vị của nó giống như là chocolate á, chocolate á. Wow, sầu riêng rất là nhiều luôn các bạn. Anh Thái đang gõ rồi, nghe tiếng bịch bịch rồi. Đây sầu riêng khui sẵn nè, có giá luôn. Wow, muối nhỏ xíu có muối à. Wow. Sầu riêng bao ăn à. Bên trái bên phải là khu ẩm thực, chính giữa là cái đền của Trung Quốc. Cái đền này tên tiếng Tàu à. Bên cạnh có cái chữ Soho Tour Tàu. Người Thái Lan khu sầu riêng rất là lạ nha, không có giống người Việt Nam, nhưng mà giống người Lào. Người Lào cũng khu sầu riêng như vậy đó. Canh canh là cứ tìm, đang tìm nè. Trông có vẻ rất là cực ha, nhưng mà họ cua như vậy thì cái muối của họ thì còn y nguyên, không có bị bể. Trông có vẻ rất là khó khăn luôn. Wow, sao nhưng mà tưới ra thì cái muối nó rất là đẹp luôn. Wow, khui ra xong cái muối rất là đẹp luôn các bạn. Gọt cái đầu, gọt cái đít à. Gọt cái đít sau vô. Người ta sẽ tìm cách chẻ để tránh cái trúng cái muối sầu riêng. À, rất là thơm luôn. Ở đây là Spa Deer Body Massage của Thái. Wow, cũng đẹp nha. 1.200. Wow.
Wow, cái sảnh rất là đẹp nha các bạn. Sảnh rất là đẹp luôn. Tên của khách sạn này nè, Soi Hai In nè. 11 giờ là các bạn, bãi biển còn khá là đông người luôn. Người ta ra bãi biển ngồi hát các bạn rất là vui nha. Wow, người ta đem dù ra biển ngủ các bạn. Đem dù ra biển ngủ luôn nè. Bây giờ là 11 giờ tối rồi. Rất là vui nha, đem đồ để ăn uống nè. Wow, khá là đông người luôn. Trễ rồi các bạn ơi, hơn 11 giờ rồi, về khách sạn ngủ thôi. Mai đi chơi đảo. Ở Thái Lan họ chơi suốt đêm các bạn, họ không ngủ các bạn. Bây giờ 12 giờ rồi, 11 giờ mấy, 12 giờ rồi mà vẫn còn đông nghẹt người. Sexy Bay, Vịnh gợi cảm, ngay cái chợ McDonald's luôn. Wow. Để mình đi vào bên trong mình xem nó gợi cảm cái nào nha các bạn. Nói chung là nhiều em sinh tươi ngồi đây ha, nhân viên tiếp viên. Nhiều em phục vụ à, gợi cảm. Sexy Bay là vậy đó các bạn. Rồi đi ăn buffet thôi. Ăn sáng. Có con voi màu vàng ha. Đồ ăn sáng ở đây khá là đơn giản các bạn. Sandwich nè. Bánh ngọt nè. Mà một số loại rau nè. Cái rau này bữa đi Đà Lạt mình thấy trồng một tím rồi thôi. Trái cây đơn giản, trái cây chỉ có thanh long và dưa hấu, cà chua, bắp. Mà cái quầy lai bên đây hết rồi đó. Còn cái quầy bên kia thôi. Chỗ này nướng bánh nè, bỏ bánh vô đây nướng. Bên này là nước uống. Nước uống không có cà phê. Chỉ có nước màu trắng này trông giống sữa bên giữa cam ha. Không có cà phê nha. Rồi một cái quầy lai đồ ăn nữa. Mình mở xem coi có cái gì đây. Wow, cơm. Cơm bên đây là sợi này, sợi phở nè, sợi với giá nè. Bên cơm, bên sợi phở. Bên đây. Bên đây, đây canh nóng nha. Bốc hơi được nóng nè. Canh này thịt viên ha. Thịt viên xào. Thịt thì cá gì không biết đó. Thịt viên giống cá, cá xào với thịt đó. Cái ly để uống nước. Nước. Cái dĩa để gấp đồ ăn. Rồi xem cái này thôi, còn hai món nữa hết rồi. Cái này giống trứng hay là bánh phơi mì. Cái này giống trứng hay bánh phơi mì. Cái này cà ri gà. Bỏ cái này coi, cái cuối cùng. Rồi xúc xích à. Xúc xích này chả lụa. Chả này nó kỳ lắm. Xúc xích nè. Bên này trứng chiên à, có một người chiên bánh à, em gái chiên bánh ở trong. Trứng chiên. Bên đây là gia vị à, một số món. Hành lá, tiêu, ớt, tỏi, nước mắm. Cái này nè giống như canh cá viên hay heo viên vậy đó, bỏ trong cái hộp bình nè. Rồi bên đây muỗng đũa, bên đây khăn,
Bên đây là gì? Nước nè, không biết gì. Rồi vậy thôi, hết rồi các bạn. Quầy like đơn giản vậy đó. Khách thì ít khách nha, có mấy người Trung Quốc thôi. Sau một thời gian đi vòng vòng buffet thì cuối cùng mình uống một ly chocolate nha. Không có ăn, ăn cái bánh thôi, ăn cái bánh không hết nè. À, khu vực hồ bơi của khách sạn các bạn nhỏ xíu à, cũng không đẹp lắm nè. Đối diện cái khu vực hồ bơi này là khu vực tập tạ nè, tập thể dục trong đây nè. Chiếc xe này gọi là xe sủng thẻo nha các bạn. Nó là phiên bản nâng cấp của cái túc túc á. Xe này tới chỗ khách sạn đón mình à, chuẩn bị đi đảo à. Hôm qua mình có đặt tour đi đảo 1.000 bạc à. Đi từ 8:30 đến 4 giờ chiều. Chiếc xe này nó rất là rộng rãi nha, chở khá là nhiều người á. Rồi đang di chuyển tới cảng tàu đi ra đảo Bắc, đảo san hô các bạn. Cái chữ Pattaya hiện tại trước mặt này. Xe chạy hơi lắc, hơi rung mà khó quay. Trời chất ở biển ở Pattaya này nó không có vấn đề bằng biển Việt Nam lên các bạn. Mà ở đây người ta thu hút khách du lịch rất là nhiều, hay hơn mình ở chỗ là dịch vụ các bạn, đồ ăn, đồ uống, ẩm thực, nghỉ dưỡng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác nữa, nhiều cũng có các bạn. Ở đây người ta chơi tối qua là chơi tới sáng, giờ ta ngủ trưa thì mới dậy nên buổi sáng khá là ít người. Bây giờ nó tầm khoảng 9 giờ mà nó số lượng người đi ngoài đường nó ít hơn lúc 2 giờ đêm. Này khu phố chợ đêm của Pattaya, khu này ăn chơi suốt đêm mà. Phố đèn đỏ này nọ các bạn. Wow, tới đây các bạn, chuẩn bị mua vé vào thôi. Bến tàu. Đây là cái cổng Pattaya hiện tại nè. Xây dựng nhiều năm mà chưa xong nè. Mình đi cái tour này thì họ sẽ dán cho mình cái nè, cái logo lên tay các bạn. Mới được phát lon Coca-Cola siêu nhỏ các bạn nè. Tour người ta sẽ phát cho mình cái khăn nữa các bạn, cái khăn như thế này nè. Đó, lon nước ngọt. Rồi cái dây đeo tay. Pattaya City, người người nguyên cái dòng người này chuẩn bị ra đảo, chim đảo san hô. Like kêu. Rồi đi lần lượt đi, xếp hàng đi theo cái đàn ha. Ta sẽ dắt mình lên trên nha. Cano. Wow, đông quá. Ai cũng mê đi Thái Lan, đông quá. Wow, dòng dòng người người. Đồng quá, quá trời người. Có chạy tàu nó chống lên nha. Đây rất là nhiều người đang lên chuẩn bị mặc áo phao nha. Nhiều công ty, nhiều điểm mua tập kết lại một chỗ, chuẩn bị tập kết đi thôi. Có Tây, có Ấn Độ, có Trung Quốc, có Việt Nam. Nhồi, rất là đông người các bạn. Đi theo đàn cũng có, nói sợ là bị thất lạc đàn nữa. Từ tàu bây giờ lên trên đây các bạn, lên trên đây nè. Wow, quá đông luôn, thất thủ.
ngồi đây chờ đèn, chờ đợi xếp hàng được bay dù nha. Wow, bay dù à, cảm giác ở đây đẹp hơn, cảm giác ở Nha Trang nha. Cái dây thì ngắn hơn nhưng mà độ cao đứng à. Hai người luôn rồi, quá nhóc lắc lư các bạn. Wow, lắc xuống này, lắc xuống, wow. Nói chung ở đây nó không giống như Nha Trang, các bạn là hạ cánh ở đây và bay ở đây và hạ cánh ở đây luôn, không phải nhúng xuống nước. Cũng rất là tiện nha, không sợ bị ứ điện thoại luôn. Hạ cánh liên tục luôn, bay và hạ cánh liên tục. Wow, bay. Cái này là bay một phát lên thẳng chứ không giống như ở Nha Trang nha, cắm đầu xuống nước rồi mới bay lên được. Mà ở đây người ta chỉ chơi một người nha. Một người hạ cánh xuống là một người bay lên à. Nhanh lắm bạn, liên tục, tại số lượng khách rất là nhiều. Đã đỡ, có người chạy đã đỡ liền. Đỡ giữ dược lại liền, rất là chuyên nghiệp. Thái Lan nó canh rất là hay nha các bạn, chiếc này đi là chiếc kia tới liền. Đó, và người dưới canh liền chụp hình. Đó, người dưới chụp hình và canh, đó. Một lát họ sẽ đưa hình cho mình. Mình thích là lấy thì mình trả tiền. Wow. Bay lên. Bên kia bay lên thì bên này chúng mình 2 số. Vừa hạ xuống là có người bay lên tiếp. Liên tục. Những người chuẩn bị xếp hàng thì vô số kẻ không thể đếm hết được. Không thể đếm được số người chờ đợi xếp hàng. Đó, người ta đeo cái áo vô nè, rất là đơn giản ha. Nó như áo phao vậy. Đeo vô gài nút vô. Ở trên nó có 2 lớp, ở trong 1 lớp, ở ngoài 1 lớp nha. Rồi vòng qua chân, bó cái đùi lại, rất là cẩn thận, cháy xuống nước không sao. Bao vào. Ông này chụp không được, bà này chụp tới chụp luôn không được à. Gió quá người ta phải đu phục. Wow. Chắc cũng hoảng sợ đó. Tiếp tục chị này cột xong rồi đó, chuẩn bị rồi. Cái bến này đông người quá nên phải di chuyển qua bến khác các bạn. Xin chào các bạn. Đang bỏ cái lung năng rồi, lung đi đảo sang hồ Thái Lan, bắt tay giờ Thái Lan nha. Ở đây người ta nhảy dù quá trời các bạn. Wow, tàu nó lắc các bạn. Hồ lắc. Lắc. Wow. Oh.
Rồi lên tàu thôi, lên phà thôi. Tàu ngừng rồi, cano ngừng các bạn, giờ lên thôi. Slowly, slowly. Okay, welcome to snorkeling station. You have to the snorkeling station, okay? We have for jacket, right? Jacket and glass snorkel for you. And you go this way area here. You can swimming, you can looking, fish looking, kalang, glider, everything about to the funny land. You can do it. Okay. We have for the glass snorkel to the mouth, not new. And you want to new mouth, you can buy with me. If for one, 100 baht. Okay? And you don't want, don't worry, up to you. Okay, and you want, you can buy with me. And you don't want, you can go this way. Mấy cái đồ bịt mặt mắt như thế này là miễn phí nha các bạn. Bịt mắt bịt miệng như thế này là miễn phí. Mình chỉ bỏ tiền mua cái đồ bịt mũi thôi là 100 baht. Đó, đang tàu kia chụp hình nè. Rồi sau khi chụp hình xong rồi nhảy xuống đây chơi. Chơi mấy giờ chơi dưới đây chơi máy này cũng vui các bạn. Cũng vui các bạn, chơi mấy cái này cũng vui nè. Bà này lớn tuổi rồi mà chơi với con nít ha. Ông này đi ăn đi xuống đây khó khăn nè, ông ăn xà té nè. Ông Trung Quốc này, wow. Rất là lo lắng, rất là sợ, không dám đi nữa mà. Ông này không dám đi được mà áo phao có gì đâu mà sợ. Đó, rồi đó. Không dám đứng lên luôn. Không dám đứng lên, sợ. Chạp đồng nám nè. Hai mẹ con chuẩn bị xuống nè. Nó được trang bị. Trang bị cái ống thở. Rất là nguy hiểm. Wow. Wow. Vui các bạn, mở nhạc rồi sập sinh. Bên kia chơi vui hơn mình ha. Bên mình thì xuống ở dưới nước chơi ba cái trò chơi trẻ em ở dưới nước, ở bên kia thì đây chờ người chơi nhạc à. Chơi nhạc sập sinh. Kiểu như bên đó là nhiều như là một nhóm bạn người ta thuê hẳn cái chuyến tàu đó đó các bạn. Từ thuyền lớn chuyển qua thuyền nhỏ. Wow, hai em gái chuẩn bị leo lên thuyền. Wow, em áo xanh leo lên rồi. Wow, anh này cũng lớn tuổi rồi, như trẻ nếu anh là vui không? Wow.
mấy anh em này là người Trung Quốc nha. Quá cắm đầu xuống rồi. Vui các bạn, đi theo nhóm mà 3 người 5 người chơi ăn vui á. Do mình không có thích xuống biển chơi nha, mình là biến xuống á. Thứ nhất là nắng nè, thứ hai là ướt hết người, ướt điện thoại, ướt máy quay nè, là biến xuống. Wow, gia đình này chơi mướn hẳn chiếc anh một chiếc đây luôn. Wow, này đông, này cũng đông, này cũng đông chứ không phải mướn hẳn. Rồi quay đầu đi rồi, đi rồi, đi rồi. Wow. À, chuẩn bị đậu chưa? Đậu chưa? Bà này đang rất là sợ, đang bò qua nè, không dám đi. Cuối cùng tới bờ, tội nghiệp à. Rồi, chuẩn bị đi tiếp. Lên tàu rồi, ngồi vị trí, vô vị trí ngồi rồi. Đây, ông lấy tàu đây. Kính mất như thế kia. Rồi tới đảo rồi, tới đảo rồi. Wow, 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 wow. Giờ bờ rồi. Giờ bờ rồi. Đó, bây giờ phải từ xuống lội nước. Từ xuống lội nước nha các bạn. Cái nó đậu cách bờ khoảng 10 mét thôi, từ lò nước vô nha. Ở đây có phao chuối nè. Let's go. Ông này là hướng dẫn viên các bạn, người Thái nè. Ông vừa nói tiếng Thái vừa nói tiếng Anh nha. Cứ đi theo ông thôi. Wow. One take the photo, don't 2 o'clock stand by on the chair. Oh, 1 o'clock, 1 o'clock. I change time. 1 o'clock, you stand by. Take the photo, don't. You don't. Oh, gặp gì không? Bài sóng, sóng không gặp. Ah. You finish photo, don't you free time again. 2 o'clock, you stand by again. Go to Palasling. Okay? You need Palasling, go back Pattaya, not come back here. Okay? Okay.
I have the locker, safety box, big locker inside. You look today, so many people. You put here, I not guarantee, not safety. You pay just ski, you swimming, not safety for you. For rent one day, 100 baht, you want to show your hand. 100 baht, you five people, one locker in up. À, choi côn chợ, chợ choi côn trên đảo. Bây giờ sẽ vào đây. À, dịch vụ bên tô mình nó sẽ bao ăn ha, mình không biết đồ ăn như thế nào. Và lại xem thử cất đồ đạc nè, có cái tủ nè. Ai có nhu cầu thuê tủ cất tủ thì cất đây. Nghe nói là 100 baht ha. Đây có bán cánh gà các bạn. Đây là menu của món ăn nè, các món ăn nè, 60 baht nè. 80 baht nè. Wow, có nhóm người Ấn Độ rất là vui nha các bạn. Chụp hình kỷ niệm rồi nhảy 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 nữa. Rồi quay vô quán ăn chuẩn bị ăn các bạn. Người ta chuẩn bị dọn đồ ăn ra cho mình ăn à. Ngồi chung với hai bạn, một bạn Trung Quốc, một bạn Philippines nè. Rồi đầu tiên thì thấy có dưa hấu nè, đùi gà, cá chiên nè. Nồi lẩu gì đăng lên, cơm. Wow, trứng chiên. Còn đây là bạch tuộc. Bạch tuộc nha. Còn đây là nồi xào. Tôm sum. À, tôm nè. Wow. Wow. Ngon. Nhiều món nha. Đồ ăn này là có trong tour nha các bạn. Tour của mình đi là 1000 baht. Có món này hải sản nè, món này hải sản nè. Món này món biển nè. Còn lại là món trên bờ. Như này là trên bờ nha. Đây tôm trên bờ, gà trên bờ. Cá này cá biển các bạn. Còn trứng trên bờ, dưa hấu trên bờ. À, ngồi chung bàn với hai em, một em người Trung Quốc, một em người Philippines nè. Bạch tuộc các bạn, bạch tuộc. À, trứng chiên các bạn. Cá biển các bạn, cá chiên nha, cá chiên nha, nhìn rất là ngon hấp dẫn nha. Tôm sum. Tôi gà các bạn. Vegetable or anything you want to buy.
cái này đùi gà rang bột. Dưa hấu nha các bạn, cá này thứ nhất là bánh tù, cái thứ hai là cá chiên, và lại là những món chim bò cho ăn như gà, cho ăn như trứng. Ba no, ngon hơn cơm bánh xe, dưa hấu cũng ngọt nha. Mình mới ăn cơm trong chợ này các bạn, chơi cung. Mình mua vé đi đảo này là 1.000, thì bên đảo bên tour người ta sẽ lo cho mình phần ăn ha, một bàn 6 người ăn cũng rất là nhiều đồ ăn. Các em gái Tây đang đứng hút thuốc rồi. Ở đây bãi biển thì nó cấm hút thuốc nha các bạn. Chúng ta hút thuốc chúng ta phải tập kết một chỗ như ví dụ này nè, mình mới được hút, còn những chỗ khác mình không được hút. Người ta sẽ nhắc nhở mình. Ở trên này nó có dòng muối xe 300 bạc 1 giờ 1 tiếng. Quá cao. Đó, mình có thể khám mướn xe khám phá cái đảo ha. Trong vòng 1 tiếng. Đó, những chiếc xe để đây là cho mướn nè các bạn. Bên kia có bán quần áo ha. Bán nước nè, có xe điện nè. Quá nóng, mình uống nước có suối rồi. Mà quá nóng quá phải mua một cái dừa uống đây. Quá nóng, đây dừa đây. How much? 70. Ở đây có dừa, ngoài dừa còn có thơm nè, xoài nè, thanh long nè, dừa hấu nè. Bên này có nước ngọt nè, Fanta nè, nước suối nè các bạn. Ở đây có trà sữa nè, cà phê nè. Chỗ nào cũng bán giá 70 các bạn, 70 bạc, 70 bạc. Bưởi nè, 50 bạc. Mình mua một trái nha. Họ đang chặt ra cho mình nè. Wow, đông quá các bạn, quá đông luôn. Trái dừa của mình đây các bạn, họ chặt cái kiểu này nè, à, mở ra cái miệng rất là rộng luôn. Như lục giác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, lục giác luôn, rất là ngọt nha. Rồi mời các bạn cùng uống với mình nha. Rồi
đông vui đó bạn. Qua khúc này đông đảo vui vẻ quá, đầy đủ dịch vụ luôn, quần áo, đồ ăn, nước uống, mướn xe, xe máy, xe điện, cái gì cũng có. Giá hơi cao nha, chiếc xe máy 300 bạc, mướn 1 tiếng à. Ở trên đảo này mình thấy ít khách Tây nha, cái khách châu Á là nhiều, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ. Đó, người ta muốn xe đi khám phá đảo nè, chạy vòng vòng lên núi á, rồi quan sát cảnh thôi, chứ còn trên đó nó không có gì các bạn. Ba nắng mấy chè mấy tắm biển về phải sức kem chống nắng dữ dội ha, về nhà phải thời gian sau thì nắng mới nhẹ được, quá nắng. Mình thì không có sức kem chống nắng, nhưng mà mình cầm dù, lúc nào mà gió mạnh thì chịu không nổi nha. Lúc trước mình lên đảo này thấy có cái cô bán sâm tầm gọi đủ á, rất là đông người ăn, rất là đắt khách luôn, này không thấy. Trên đảo cũng có 7-Eleven luôn, đây nè. Wow, quá tải luôn. Các bạn đi từ tốt quá thì lên đây các bạn phải mướn dù, mướn ghế ngồi như thế này nè. Còn các bạn đi tour thì người ta lo dù cho các bạn hết rồi. Các bạn chỉ đi tắm nước là nước ngọt thì tốn tiền thôi. Mình ở đây chơi tới 2 giờ. Tàu nó sẽ đưa mình vào đất liền. Nếu mà các bạn đi tour du lịch ở Việt Nam á, mà dàn tour 4 ngày hay 5 ngày, 4 đêm gì đó, thì các bạn có thời gian trên đảo này 2 tiếng thôi. Không có kịp đi vòng vòng tham quan luôn á, tắm lên, tắm xong lên, cái là tắm nước ngọt, cái là hết giờ luôn. Cô bán sâm tầm nè, gọi đủ nè, hôm nay đã ít khách. Bình thường khách rất là nhiều, nay không thấy khách ăn à. Quần áo tắm thì tha hồ luôn, quá trời tha hồ lựa nha, nam nữ có hết. Áo này 250 nha các bạn, 250 bạc nè, cũng đẹp á. Quá nắng quá nóng. Các bạn thấy không, Ấn Độ rất là nhiều luôn. Hải sản đây, cô ghẹ tôm đây, mực đây. Trên đảo có cà phê Amazon nè, massage nè, tắm nước ngọt nè, đồ ăn đây, xúc xích đây, thịt nướng, cá viên chiên, bò viên, nước trái cây, cái gì cũng có các bạn. Những bạn muốn xe đi trải nghiệm đảo nè.
chạy vòng lên núi rồi đứng trên núi rồi ngắm xuống biển thôi chứ cũng không có gì đặc sắc các bạn. Nên mình không có đi. Wow, thịt nướng gọi đủ nè. Nướng đây rất là thơm luôn. Wow, cũng menu có sẵn để ăn trước luôn. Thảo rồi ha. Khoai tây, tôm. Bán cái gì lại tới coi thử coi. Chè là giống chè bên Lào vô bên ăn nè. Thịt nướng, cá nướng. Rồi âm nhạc. Kem Thái Lan các bạn. Có cái cô này tới mời mình kem Thái Lan. Giá 60 ha, 50, 60 nè. 60. 60, 50 nè. Kêu cây ăn cho đỡ cho mát rồi nóng quá. Cây chăm này mới ngon nè bạn. Cây chăm bạc này mới ngon nè. Chứ còn mấy cây này không ngon lắm đâu nha. Thầy ơi, tìm mọi người. Mình mua một ly nước trái thơm mà cắt ra cho mình nè. Đá quá trời luôn, say đồ. Đây ly nước thơm phong cách Thái Lan. Đây phong cách Thái Lan đây. Cái ống hút nó dài nè các bạn. Năm chục bạc nha. 50 bạc. Phong cách Thái Lan. Cái ống hút dài thì chủ yếu để làm kiểu chụp hình nữa các bạn. Chứ còn hút ống hút dài rất là cực nha. Mình chụp hình xong mình dục cái ống hút dài này mà hút ngắn thôi cho nó dễ hút. Nói chung là cũng dễ thương nha. Có cái này nè, sách nè, cái ly nước nè, cũng dễ thương. Nước thì chất lượng nước thì không được ngon lắm nha. Chạy tứ thơm mà nơi chùa. Rồi đến giờ rồi, chuẩn bị lên cano quay về đất liền Pattaya. Okay everyone, take your belongings, everything. Wow, đầu cũng thấy Ấn Độ các bạn, rất là nhiều Ấn Độ luôn. Trong cái
phao màu vàng này nè, trong cái khu vực phao màu vàng này là tắm nha. Còn ngoài cái phao màu vàng này là khu vực vui chơi thể thao, chẳng như là phao chuối nè, cano nè, các thứ nè. Chơi trò chơi rất là vui à. Đang đếm số lượng các bạn, đang đếm coi đủ không, có thiếu không, có ai đi lạc không. Đúng đủ số lượng cho lên cano đi về. Rồi chuẩn bị lên cano đi về Bắc Tây Gia. Rất là nhiều đàn, như đàn này nè, nó đang đứng xếp hàng chuẩn bị đi nè. Đàn Ấn Độ không các bạn. Rồi chúng mày lên tàu thôi, lên cano thôi. Rồi lên vị trí hết rồi, chuẩn bị rời bến. Bay lên, đúng chập. Bay. Wow, bay quá. Wow, ra ngoài rồi, rớt ra ngoài rồi, rớt ra ngoài rồi. Rồi lỗ thêm miếng nữa. Lỗ thêm dòng nữa, được bay thêm dòng nữa. Rồi hạ cánh an toàn rồi, an toàn. Wow, chụp có người chụp luôn. Wow. Không hạ cánh vô được, rồi đang hạ cánh vô. Wow, chụp. Rồi chuẩn bị bay. Hạ cánh nào. Rồi an toàn. Bay. Rồi đang hạ cánh xuống. Chập. Wow, bay. Wow.
bull, kiss and my ya beautiful. Lal bull, lila bull. Bhai, chalte. Bay bay bay. Yaar kya sahi le bolia. Sau khi chơi dù bay xong rồi thì lên cano đi về đất liền các bạn. Rồi chuẩn bị vào tới đất liền rồi, sắp tới đất liền rồi. And to take care of you today, no food, speak no food, you late time, you long time. I am sorry, today so many people, okay? Okay, if today you happy? Yeah! Okay, thank you so much. Okay, if today you happy, you enjoy, you tip for me, for my customers. And our staff tips a bit up to you, khabun khab. Yeah. Listen to me again, you go on the beat, you can look your photo. Photo, just me. Banana boat, you want, you can buy one frame, 100 baht. You don't buy, okay? And photo, sea walking, snorkeling, don't. You go on the beach, you keep email my staff, okay? And travel, return on the beach. And I have the car sent to hotel, send the morning free, khom khun khap. Sau khi đi về lại cái bến các bạn, bến đây cái bến đây thì người ta sẽ lấy mail của mình để người ta sẽ gửi hình cho mình, nghe nói là vậy. Mình cho địa chỉ mail rồi, không biết cái xe hồi sáng nó đón từ khách sạn đó, bây giờ nó có đón đưa về không biết. Mình đứng đây chờ một chút coi nó có đón về khách sạn không, nếu mà nó không đưa về khách sạn thì mình bắt tốt về. Nói chung chuyến đi cũng được ngàn bạc, nếu mà các bạn đi từ Túc cũng được các bạn. Các bạn đến đây các bạn mua vé, các bạn từ đi từ Túc cũng được. Vé từ Túc nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều ha. Rồi xe nó chuẩn bị chở về khách sạn các bạn đây nè. Xe soạn thẻo. Rồi về khách sạn thôi. Quá nóng. Kẹt xe các bạn, bắt tay già với Bangkok luôn kẹt xe.
Indian restaurants here, right? Every second. We like to enjoy seafood. Yeah, we enjoy seafood. We had it. Đang trên đường về khách sạn, đi bằng xe sụn thẻo. Xe sụn thẻo là xe giống như phía trước của bạn, đó là dạng bán tải, có làm cái thùng phía sau. Bây giờ là 4 giờ nha. Tại Pattaya, Bangkok, tại Pattaya, Thái Lan. Mình đang đi xe xuống thẻo đi về khách sạn nha. Đây là những người đi chung tour với mình nè. Wow, có một ông thấy xe ngừng nên bước lên trên xe xuống thẻo luôn nè. Wow, đặc sản Thái Lan, đặc sản Thái Lan, kẹt xe. Gần tới khách sạn rồi các bạn, còn khoảng mấy trăm mét nữa. Không biết người ta có đưa mình về trước không, tại vì nhiều người đi lắm. 6-7 người rồi, rồi khả năng về khách sạn mình trước rồi bèo đây. Rồi sắp tới rồi, mệt quá về khách sạn tắm nằm mấy nha. Nắng mất nước, cũng không có mệt gì do nắng quá. Đây chợ này là chợ, cũng chợ máy bay luôn. Đang làm có máy bay à. Ở văn hóa Thái Lan kỳ ha, có chợ đêm là máy bay. Ngay bãi biển có cái đền thờ. Ngay bãi biển Pattaya có một cái đền thờ các bạn. Những người Thái rất là sùng đạo, thấy người ta đi qua đây thấy nha. Giái lại nha. Bây giờ tầm 6 giờ rồi, trời cũng xế chiều à. Bây giờ mình sẽ đi dạo dạo phố Pattaya một chút ha. Kiếm gì ăn. Wow, ghẹ xanh nha, ghẹ càng xanh nha. Thấy nằm im à. 1 kg là 1290 bạc, gần 1300 bạc. Đồ ăn ở đây ướp đá à. Mật nè, tôm mũ ni nè, ốc hương nè, nó bán nguyên cái khung như vậy các bạn, nguyên cái khung như vậy, còn một cái combo ví dụ như là 999 nè, coi như 1000 bạc đó, thì cái combo này nó rơi vào khoảng tầm 700 ngàn ha,
Việt Nam. Cái này thì 899. À, có những cái món này nè. Đây, 899. Nó có vô combo và để giá cho này hết các bạn. Như cái này 599 nè. 599 này rẻ các bạn. Cũng ngang ngửa Việt Nam à. Có mực nè. Có tôm nè. À, bao là bắt ngát luôn các bạn, quá trời hồ lựa ha, chóng mặt luôn, nhiều quá lựa không biết lựa cái gì luôn á. Wow, những cái quán ở bia đối diện bãi biển, bạn nào cũng có một em gái ngồi. Những quán nhậu mà quán rượu, quán bia đối diện bãi biển vậy thì khách thông thường sẽ đông nha các bạn. Khu này khách Tây quá trời các bạn. Wow, khách Tây quá trời luôn. À, phía trước là tượng bốn mặt rất là linh thiêng tại Thái Lan. Công an đang bắt người quá trời kìa, công an giao thông. À, tượng bốn mặt đấy các bạn. Rồi, trước mặt mình là kênh Chao Bắc Tây Gia nha, trung tâm hai tên. Ở đây họ bán cái gì mà tới đến cái xếp hàng các bạn, hàng dài kìa. Mình phải nhanh nhanh coi thử coi người ta bán cái gì. Qua wow, heo quay. Heo quay nha. Không hiểu luôn các bạn, người ta bán cái gì mà đông coi là đông người, chen cứng ngắc luôn, xếp hàng dài. Này là đậu phộng nè, đậu phộng mà giống như kiểu như bốn mươi bạc cũng ngon, kêu đậu phộng. Quầy nào cũng đông người mua sầu riêng. Học lép trời, thích quá. Thích quá, thích quá, ngon quá, ngon quá. Wow, quá đẹp. Bỏ miếng xôi vô các bạn. À, bỏ miếng xôi với miếng sầu riêng nha. Wow. Một hộp như thế này là 350 bạc nha các bạn. 350 bạc. Đó là xe M đó. Còn nếu mà xe L thì 500 được rồi. Ồ, wow, ghẹ sống luôn. Ghẹ sống luôn. Cái này trứng gì đây? Bây giờ mình sẽ vô đây nha. Summer. Wow. Wow, đồ hiệu ra. Calvin nè. Tommy, những nhãn hiệu quen thuộc ha. Victorinox. Mô hình chung cư, căn hộ cao cấp. Nói chung là rộng lắm các bạn, nhiều nhãn hàng lắm, nhiều thương hiệu lắm. Wow, đến khu ẩm thực rồi các bạn. Khu ẩm thực food, công viên ẩm thực ha. Có các bạn quảng cáo các bạn 300 menu. Mọi người đang đứng xếp hàng nè.
Thông thường thì cái siêu thị nào ở Thái thì cái tầng hầm nó cũng có đồ ăn nha, và đặc biệt là rất là rẻ. Ở Thái các bạn muốn ăn gì trong siêu thị thì bắt buộc phải tới mua bạc nha, bỏ bạc ra mua cái kẹt. Các bạn mua 100 bạc hay là 200, 300 vậy tùy, muốn mua nhiêu mua. Một lát sạn không hết thì ta trả tiền lại cho các bạn. Đây nó có những cái nội quy đó các bạn, không có tiếng Việt nha, chỉ có tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Thái à. Giờ đông quá phải chịu khó xếp hàng các bạn. Cuối cùng mình có vé rồi các bạn nè, mình đã mua 100 bạc nè. Bây giờ đi vòng vòng lựa đồ ăn ăn thôi, coi chỗ nào người ta bán á, món nào mà mình ưng mắt mình thấy thích thì mua thôi. Mua cái món nào ví dụ như đây nó có giá sẵn các bạn, 60 nè, 80 nè, 80, 130 nè. Thì món nào nó có giá sẵn thì mình chỉ cần đưa cái thẻ này cho họ, họ sẽ thối cái tiền, đưa lại tiền thừa cho mình, tiền dư cho mình. Đồ ăn thì khá đa dạng nha, có những cái món kiểu Việt Nam, kiểu Trung Quốc, rồi kiểu Thái, kiểu Tây cũng có nữa. Nhưng món này là dạng bánh xèo các bạn nè, kiểu Việt Nam nè, nhưng mà nó là con à, hết nè. Con oyster kìa, hàu ốc tơ, hàu sữa. À, món cơm giống cơm Việt Nam các bạn, trứng nè, trứng ốp la nè, thịt thịt heo bầm bầm xay xay nè. Món này hơi đặc biệt nha, cái thơm bỏ trong có cơm mà cơm chiên chứ mực với tôm nè. Món này không có giá ta, món này mô hình rồi không có giá. Tóm lại là nhiều sự lựa chọn các bạn, chưa biết lựa chọn món nào đây nữa. Mấy cái món này cay lắm các bạn, thịt này nè, bữa mình ăn rồi cay lắm, ngon nhưng mà cay. Ở đây mình ăn món nào, mình chọn món nào thì người ta sẽ làm mới cho mình hàng tàn. Giống như anh này nè, nó mới hàng tàn luôn chứ không có phải có sẵn. Wow, nước lựu nè, 80 bạc. Còn trái lựu có sẵn luôn nè đó. Wow, thích nha, thích nha. Và còn đây nước chanh dây nè, nước chanh dây cũng 80 bạc luôn. Đây chanh dây có sẵn luôn, hơi xấu nha, bên cạnh có cam luôn. Nước cam cũng rẻ hơn nha, nước cam rẻ hơn 60 bạc. Wow, đây là 100 nha, 100 ha, ngon hấp dẫn nha các bạn. Ok, mình sẽ ăn cơm nha. Đây nè, mình sẽ kêu cái phần này nè các bạn. Mình thích ăn cơm có trứng nè, có hải sản nè, 100 bạc nha. Nè phần cơm là 100 bạc nè. Bây giờ anh này anh sẽ làm nè. Wow, ớt. Anh hỏi mình ăn cay được không, mình nói được. Tôm bỏ mực rồi các bạn đó. Tôm mực. Tôm mực. Chủ yếu là tôm mực. Nè một số gia vị vô. Này đồ chua nè, nó giống nước me, giống này giống nước me các bạn đó, cho nó có vị chua chua ngọt ngọt. Một miếng rớt ra bù một miếng khác à, rồi bỏ miếng rau vô. Wow, xong rồi đó. Đổ ra cái tô à, bây giờ chiên trứng à, chiên trứng xong rồi mới đổ vô sau à, chiên trứng nè, tạo hình cho nó nè. Khay của mình sẵn để sẵn nè, nó chiên trứng lấy trứng ra bỏ lên khay, đúng rồi đó.
một chén cơm bộ đồ à, một chén cơm các bạn, một chén cơm em ém cho nó đã chặt chốt nổ vô, đổ vô đổ vô đổ vô rồi bộ, đổ cái phần sốt này lên à, cái phần wow phần cơm thịt lên nè các bạn, wow hấp dẫn quá, có cơm có trứng có hải sản. Họ sẽ cho mình chén canh đại dương nữa đó. Chén canh đại dương không hề có cái nha. Rồi vậy thôi, chấm bạc tầm 70 ngàn Việt Nam nha. Rất là hấp dẫn luôn. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Nó còn nóng mà còn bốc khói luôn nè. Mới nó, người ta mới vừa nấu xong đó. Thôi ăn thôi các bạn. Rồi mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Hộp phần cơm chấm bạc tại Pattaya, Thái Lan. Có trứng nè, có mực, có mực, có tôm nè. Rồi ăn thôi, mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Cơm 100 bạc tại ở tầng hầm siêu thị Bắc Thái Gia. Nói chung trên đây là khu vực ăn cơm rẻ nhất ở Thái Lan các bạn, ở dưới tầng hầm siêu thị đó. Nhưng mà thấy ngon nha, rẻ mà ngon. Đầu tiên mình thử miếng mực nha. Rồi các bạn. Rồi mời các bạn. Vừa chín tới ngon nha, vừa chín tới, cái trứng chưa có chín nha các bạn, cái trứng là hơi tới tới rồi. Cái này mình thử con mực lại mình thử con tôm nè, tôm mình đã lột cái vỏ rồi, chỉ có đu lại thôi, giòn tươi. Tiếp tục miếng mực nha, ăn chung với bát cơm nữa, cơm khá là ngon luôn. Đồ ăn của mình các bạn, trứng cũng mới chiên tới tầng luôn, cơm cũng nóng hổi, và đồ mực này nè, mực và tôm này người ta cũng làm ngay lập tức luôn, cũng nóng hổi luôn. Ở đây gà, heo, cá, cái gì cũng có các bạn, ai thích ăn cái gì ăn, thịt vịt, thịt gà, bò, ngon, ngon nha. Khi mà các bạn ăn á thì người ta sẽ hỏi các bạn là có ăn cay nhiều hay không, thì họ sẽ làm theo cái cách của họ, nếu mà không trả lời thì họ sẽ làm theo cách của họ rất là cay, còn nếu mà ăn cay ít thì mình phải dặn họ nha, nó một phần cay lắm. Ngon nha các bạn, ngon ngon ngon, cơm ngon, đồ ăn ở Thái này ngon. Món này tên là sạc cua các bạn, 60 bạc nha, rất là lạ luôn. Sạc cua à. Đây nó đây, cái bánh này gọi là bánh tradisher nha, tradisher 50.000 một hộp này, trái cây bao la luôn, 59 bạc, 79 bạc, 119 bạc, wow, 29 bạc, 55 bạc, 23, 55, Thăng Long 79 nè, Thăng Long 109 nè, 119 nè, cái này là táo xanh,
Wow, quá trời luôn các bạn. 595, 135. Cái này bơ nè, bơ Thái, đu đủ. 89, 79, 99 nè. Wow, 85, 45, 49, quá trời. 75, 68. Wow, rộng mênh mông các bạn. Wow, thịt nè. Wow, đường lên nè. Leo lên sủng thẻo đi, vòng một vòng nha các bạn. Wow, leo lên xe sủng thẻo rồi. Trải nghiệm đi sủng thẻo vòng vòng thành phố Bắc Tây Gia. Ah ouais? Du monde? Robert, non mais du monde. Robert, là haut. Ouais. Il vient ici, c'est pas. Je suis encore du monde, mais. Ah oui, il y a des ceintures. Jackie est vraiment bon. Il est propre. Technique. Après, brutalité, c'est le. Oh, Massa, watch out. Le boxeur à l'image de la tête. Il rentre pas si tard, il prend du bras, quoi. Il respecte son adversaire, jamais d'insulte. Wow, kẹt xe rồi, kẹt xe rồi. Wow, il a taillé le gars, il a taillé. Wow, même le visage, wow, il est carré. Wow, il est pas, il a bonne graisse là, wow. Donc c'est comme ça, wow. Ah, ok. Ah, ok. Cái xe sủng thẻo quá tải các bạn, quá tải rồi, hết chỗ đứng luôn rồi. Thank you.
phố Bắc Thái Gia lúc nào cũng mừng rộn các bạn. Người chạy xe thì hối hả. Bon, hôm qua mình đến đây nè bạn, mình đến cái chợ đêm máy bay à, và mình có vô trong cái gate 1 cổng 1 nè. Trong này nó có nhiều biểu tượng Tokyo, London rồi San Francisco đủ kiểu, có cái cầu San Francisco, có cái tháp Bethlehem của Paris nữa. Biểu tượng của cái chợ này là cái chiếc máy bay các bạn. Chợ đêm có chiếc máy bay à. Cộng 21. Wow, chiếc máy bay rất là đẹp và có đường cầu thang lên máy bay luôn các bạn. Hôm qua mình ghé mà mình không có xem cái cầu thang lên ha. Cái cầu thang lên cái bụng máy bay nha. Ở đây đang có những cái mô hình xe soạn thẻo như thế này các bạn. Các bạn chỉ cần leo lên thôi. Khi nào các bạn xuống thì các bạn trả 10 bạc thôi. Tính ra rẻ các bạn đi mấy cái xe soạn thẻo này nè. Nó dạng như xe công cộng vậy, có việc leo lên ngồi thôi. Bất cứ lúc nào bạn xuống là trả 10 bạc thôi. Cho dù là đầu đường hay cuối đường, nó như taxi, nó như xe buýt vậy. 10 bạc thì nó chỉ rơi bằng 7.000 thôi các bạn, 7.000 Việt Nam thôi. Chờ chai nước ngồi uống nha các bạn. Ngay tại McDonald's nè. Ngồi đây uống và ngắm biển à. Biển Bắc Thái Gia nằm bên kia. Wow, rất là nhiều người đi qua đi lại con đường này. Wow, thành phố không ngủ, thành phố ma quỷ Bắc Thái Gia Thái Lan.
chóng mặt quá, chóng mặt quá. Chóng mặt các bạn. Hàng ngàn em vũ công, hàng ngàn em tất viên. Quá nhiều, quá nguy hiểm. Đây có khu ẩm thực rồi các bạn. Chỗ này nó gần cái chỗ show biểu diễn người đồng giới. Menu thì rất là đa dạng luôn. Cá nè, cá nè, cá nè. Đây 350 nè. Qua wow, con cá 350 nè, nhìn hấp dẫn nè. Rồi cá chiên xù nè, 350 luôn. Wow, cái này 180. Các bạn cứ lấy 100 bạc tầm khoảng 700 ngàn Việt Nam nha. Tự tính ha. Ồ, này 180 nè. Rồi chào các bạn, hiện tại mình đang ở cái show diễn rồi chuyển giới nè, Ankaya. Wow, đây rất là nhiều ánh sáng nha, khách đông lắm các bạn, xe du lịch lớn lớn vô không rất là nhiều ha. Mình đã mua vé từ hôm qua rồi, nay mình vào thôi. Cái vé vào đây xem á thì nó có nhiều loại các bạn, dao động từ 600 bạc tới 1.000, 2.000, 1.400, thậm chí là 1.800, 2.000 cũng có các bạn, tùy vé ngồi ha. Nó còn tùy sân khấu nữa. Mọi người đang xếp hàng đó đi vào nè các bạn. Wow, cái giờ mình mua vé là 8:30 ha, 9:30 chứ. Cái giờ mình mua vé là 9:30. Rồi xem show này diễn ra 1 tiếng. Tại mình nghĩ cái giờ trẻ thì sẽ ít người xem, nhưng mà không ngờ nó vẫn đông nha các bạn. Không biết mình có bị kỳ thị vé không, mình bắt mình lên lầu 2 nha. Những người khác vô người xem ở dưới nè. Còn đó, người ta vô dưới các bạn. Tôi xem dưới rồi, còn mình phải lên lầu 2 nha. Không có biết, không biết có bị kỳ thị vé không. Em à, vào rồi các bạn. Wow. À, vị trí mình ngồi không được ở chính giữa, nhưng mà chỗ này cũng tương đối ok nha các bạn. À, quan sát rất là rõ ràng luôn. Mình tới sớm một chút, mình phải chờ. Anh sẽ phải ảnh sẽ bị can rốt cuốn sự trì giáp hợp này can rốt chỗ. Khó khó rồi.